Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong hành trình khám phá cập nhật đường vành đai 3 lần thứ hai. Như ở video trước mình đã quay cho các bạn xem đường vành đai 3 từ phần Bình Mỹ Củ Chi để đi qua bên phía Hóc Môn sang phía đường quốc lộ 22. Bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem một góc từ phía bên đường tỉnh lộ 15 để ôm theo một cái đường cong của đường vành đai 3 từ bên phía đường tỉnh lộ 15 sang đến hướng đi vào quốc lộ 22. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Những cái gì mà mình chưa cập nhật được cũng như là thiếu một vài cái thông tin thì khi các bạn xem kênh của mình thì các bạn có biết được cái phần nào thì cũng cập nhật cho mình để những video sau mình sẽ điền thêm thông tin cho cái phần thông tin nó được chính xác. Bây giờ mời các bạn xem cái góc quay từ bên phía đường cong của Vành đai 3 đi về phía quốc lộ 22. Ở cái đoạn này nó đi qua một vài cái kênh cắt ngang. Mình vẫn chưa biết cái kênh nó là gì. Các bạn có biết cái kênh nó là gì thì cho mình hay nha. Ngay ở cái phía đầu này thì mình cũng chưa có cập nhật được cái tên của cái kênh, mà ở trên Google Maps thì cũng không có. Ở cái góc đường này thì bên thi công đang xử lý phương pháp là khoan cọc bê tông trực tiếp với các bạn. Tất cả những cái vị trí này theo như mình được biết thì sẽ phải đo qua hệ thống định vị vệ tinh lấy cái độ chính xác từng cái vị trí khoan. Bây giờ lại đi qua tiếp một cái con kênh nữa. Đây có phải kênh Gia Phan hay không các bạn? Mình đang di chuyển tới cái hệ thống cầu vượt để đi vào cái nút giao với lại đường quốc lộ 22. Ở đây thì nó có một cái nút giao các bạn, nút giao với lại đường quốc lộ 22. Ở video trước cách đây 3 tháng thì mình đã thấy bên thi công họ đang làm trước cái phần hệ thống trụ móng chữ T để làm một cái cầu vượt qua đường quốc lộ 22 này. Là hình ảnh đường quốc lộ 22 đây các bạn. Hướng đi về phía trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Góc này thì đường vành đai 3 nó sẽ đi ngang cái trung tâm đào tạo lái xe huyện Hóc Môn. Mình mới lia cái ống kính cho các bạn vừa xem. Mình chỉ được biết được là trước khi mà đi qua cái đường quốc lộ 22 thì đường vành đai 3 đi ngang một cái kênh là kênh Gia Phan và một cái kênh dọc theo cái đường vành đai 3 là kênh Sáng các bạn. Còn lại những cái kênh khác thì mình không biết được cái thông tin cái kênh tên kênh nó là kênh gì. Bắt đầu sang bên phía đường quốc lộ 22 thì đường vành đai 3 nó sẽ cong tiếp một cái đoạn nó gần giống như là cái phần cong bên phía đường tỉnh lộ 15 sang bên quốc lộ 22. Như vậy là mình
mới quay cho các bạn xem thêm một cái nút giao nữa từ đường vành đai 3 sang quốc lộ 22. Bên thi công họ đang trải bạt chống thấm để làm cái phần nền móng phần dưới đường này các bạn. Qua những cái hình ảnh mình quan sát cũng như các bạn thấy thì bên phía Hóc Môn gần như là mặt bằng có vẻ cũng thông thoáng rồi các bạn. Được nhiều mặt bằng hơn ở bên phía thành phố Thuận An. Đặc trưng của cái vùng mình đang quay cho các bạn đây là bên phía Hóc Môn cũng như là bên Bình Chánh sang Long An. Đường vành đai 3 nó đi ngang rất nhiều những cái con kênh. Đâu đó cứ khoảng vài trăm mét thì sẽ có một cái con kênh cắt ngang đường vành đai 3. Mỗi một con kênh cắt ngang có thể tùy theo cái chiều lớn nhỏ của con kênh, bên thi công sẽ phải làm một cái cống hoặc là cầu vượt. Phía xa mình đã thấy hệ thống móng trụ của đường vành đai 3 vượt qua đường Nguyễn Văn Bứa đây các bạn. Mình đang ở bên phía Hóc Môn rồi các bạn. Đây là cái vị trí đường vành đó, vành đai 3 nó đi ngang qua khu vực Hóc Môn này. Bên xa kia là quốc lộ 22, mình mới quay cho các bạn xem. Bên đây họ đang xử lý cái phần chống lún này. Đã trải cái lớp bạt rồi. Kìa, quốc lộ 22 đây các bạn. Đây là cái hướng đường vành đai 3 nó sẽ đi về bên phía đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Qua bên Hóc Môn cũng như là Bình Chánh thì nó sẽ cắt ngang qua rất nhiều cái con kênh dạng như thế này. Đặc trưng của khu vực Hóc Môn, khu vực Long An. Trước khi trời tối thì mình sẽ quay cho các bạn xem một vài cái vị trí. Mình sẽ bỏ một vài cái con kênh như thế này thì mình sẽ đi vào những cái vị trí xa xa tí xíu. Mình thấy là đằng kia là vẫn còn những cái lùm cây. Khu vực Hóc Môn, quốc lộ 22 đây. Thì mình sẽ đi quay trở ra đường Thanh Niên. Đường Thanh Niên thì ở phía ngược lại đây. Đâu đó khoảng vài trăm mét cho tới một cây số gì đó thì tới vị trí của đường vành đai 3 như thế này. Bây giờ mình di chuyển dần tới đường Nguyễn Văn Bứa đây các bạn ơi. Hệ thống trụ móng của đường vành đai 3 vượt qua đường Nguyễn Văn Bứa. Mình quan sát thì có vẻ như là đã xong rồi, nhưng mà vẫn thấy chưa gác được cái nhịp dầm nào. Đây vẫn là khu vực thuộc huyện Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Ở cái vị trí này thì hệ thống cầu vượt trên cao vượt qua đường Nguyễn Văn Bứa và hai cái con kênh hai bên cạnh. Vừa rồi là mới qua một cái con kênh. Ở đây là đường Nguyễn Văn Bứa đây các bạn. Mình có một cái thắc mắc như thế này các bạn. Các bạn có am hiểu về lĩnh vực xây dựng cầu đường thì những cái hệ thống mà cầu vượt,
Nhất là qua những cái vị trí đường bắc ngang thì bao giờ mình cũng thấy là họ thi công những cái phần trụ móng ở bên trong, còn những cái trụ móng ở gần sát cái mép tường thì họ để lại. Chẳng hạn như là cái vị trí mình vừa quay đường Nguyễn Văn Bứa cũng vậy, ở hai bên đầu gần cái mép tường thì những cái trụ không có đúc thành những cái bậc gác dầm Superti. Mình cũng thắc mắc là không hiểu vì sao. Các bạn xem nếu mà có am hiểu thì cho mình được hai cái thông tin nha các bạn. Tiếp tục mình đang di chuyển trên đường Vành Đai 3 đi sang bên phía đường tỉnh lộ 10 hay là đường Trần Văn Dầu, vẫn thuộc khu vực Hóc Môn nha các bạn. Thì qua bên đường tỉnh lộ 10 khoảng vài cái con kênh thì nó mới thuộc huyện Bình Chánh. Hệ thống xử lý phần nền đường vẫn đang được bên nhà thầu thi công bằng phương pháp trải bạt rồi bơm cát. Không biết là cát ở đây thì sẽ lấy từ đâu các bạn. Thông thường thì những cái tuyến đường mà cần tới cát thì trước tiên họ sử dụng những cái con kênh ở gần những cái tuyến đường như thế này, và sẽ có một cái hệ thống bơm cát bằng ống. Nhưng mà mình chưa thấy ở đây nó có cái hệ thống bơm cát. Tiếp tục lại qua một cái con kênh nữa các bạn. Những con kênh như thế này nó sẽ tốn rất nhiều thời gian cũng như là kinh phí cho bên chủ đầu tư. Nhưng mà khả năng thì cũng vẫn dễ dàng làm hơn là nó đi qua những khu vực đông dân cư. Kinh phí mà đền bù giải tỏa cấp tái định cư rồi cho bà con nó còn tốn kém hơn là những cái phần đất nền như thế này. Và cái phần mà giải tỏa còn chờ sự đồng ý của hai bên thương thảo thì mới đi đến quyết định là giao mặt bằng hay không. Mình vẫn đang di chuyển về hướng đường tỉnh lộ 10. Thông thường thì họ sẽ làm những cái vị trí có cầu vượt hoặc là có những cái nút giao trước. Ở đây thì nó không có những cái nút giao mà chỉ có những cái con kênh cắt ngang qua, thì chắc chắn là những cái con kênh này sẽ có một trong hai cái hệ thống, đó là một là cống thoát nước hay là cầu vượt. Đây là một cái vị trí nữa từ đường Thanh Niên mình rẽ vào. Vị trí này có lẽ là nó phải qua tới mười mấy cái kênh cắt ngang của đường Vành Đai 3 rồi. Mình sẽ quay cho các bạn xem hình ảnh từ Flycam. Ở đây thì phải quay thôi chứ còn tí nữa thì nó đã tối rồi, trời sắp tối, các bạn vẫn tranh thủ mình quay cho các bạn coi cái khu vực này. Vẫn thuộc huyện Hóc Môn nha các bạn. Hóc Môn này sang tới Bình Chánh, Bình Chánh thì mới tới cái đường tỉnh lộ 10. Có lẽ là mình sẽ kết thúc ở cái đường tỉnh lộ 10. Đây là hướng về quốc lộ 22. Hướng về tỉnh lộ 10. Mình sẽ bay cho các bạn coi hình ảnh flycam cái khu vực này nha các bạn. Mời các bạn xem hình ảnh từ trên cao, đồng thời mình cũng phóng to ra một chút để các bạn dễ hình dung ra cái phần mà từ bên đường Nguyễn Văn Bứa để đi sang bên phía đường Trần Văn Dầu hay là tỉnh lộ 10. Ngay phía góc cong của đoạn đường Vành Đai 3. Thank you.
Đây là góc quay hướng về đường tỉnh lộ 10. Mình lùi lại một chút xíu cho các bạn xem dễ hiểu. Đây là hướng đi vào đường tỉnh lộ 10. Trước khi vào đường tỉnh lộ 10 thì ở cái vị trí này đường vành đai 3 sẽ có một cái nút giao với lại đường tỉnh lộ 10 đấy các bạn. Và trước mặt các bạn là một hệ thống cầu vượt qua đường vành đai 3. Mình cũng không hiểu là ở đây tại sao lại có một cái cầu vượt, bởi vì hai bên chỉ là hai cái đường đi dọc theo cái con kênh này thôi. Nó cũng giống như bao nhiêu cái kênh mà mình đã đi qua. Nhưng mà ở đây lại có hệ thống cầu vượt qua các bạn. Theo thiết kế của đường vành đai 3, các bạn có biết gì thêm về cái vị trí này không thì cho mình được hay nha các bạn. Đây là nút giao của đường vành đai 3 với lại tỉnh lộ 10. Quốc lộ 22 và tỉnh lộ 10. Hai đoạn đường có hai cái nút giao. Như các bạn cũng đã biết thì đường vành đai 3 thì đang thi công chắc được khoảng hơn một năm nay. Dự kiến là sẽ đưa vào sử dụng năm 2026 toàn bộ hệ thống, kể cả đường chính và hai đường song song hai bên. Trong khi đó, đường vành đai 2 sau 17 năm, gần 18 năm rồi mà vẫn chưa khép kín được. Vẫn còn 4 đoạn, đâu đó còn khoảng 16 km nữa chưa được làm để khép kín. Như vậy là một cái thời gian rất là lâu, nhưng mà khi khởi công, ký hợp đồng với lại bên thi công thì bao giờ cũng ấn định một cái thời gian nó rõ ràng. Nhưng mà trong quá trình thi công, quá trình làm thì nó có thể phát sinh ra nhiều cái vấn đề, nên tiến độ không thể nào mà đúng như là hai bên mong muốn. Thì đường vành đai 3 sau khi mà ký hợp đồng thì sẽ chốt thời gian là đưa vào sử dụng năm 2026. Trên lý thuyết, trên giấy tờ nó là như vậy, nhưng mà để xong được hay không thì không chắc được các bạn. Phải chờ vào cái thời gian, chừng nào xong thì mới hay. 17 năm mà chưa khép kín được vành đai 2. Thì vài năm này thì đường vành đai 3 nó chỉ có thời gian thi công khoảng 3 năm. Trong khi đó với một cái chiều dài là 76 km cho những cái đoạn thi công mới. Còn lại bên phần Mỹ Phước Tân Vạn hơn 15 km và cũng 20 mấy km thuộc đường cao tốc Bến Lức Long Thành thì sẽ khép kín 76 km hoàn toàn mới, qua rất nhiều những cái vị trí đất nền khác nhau. Nơi thì tiến độ thi công đạt chất lượng tốt, nơi thì vướng này vướng kia khó mà hoàn thành, thì mình nghĩ là sẽ không hoàn thành được đúng như là tiến độ. Hiện tại bây giờ đã thi công được sau hơn một năm rồi mà từng cái vị trí mình đi qua thì nơi thì làm được rất là nhiều, nơi thì chưa giải phóng xong mặt bằng. Mong rằng là với năng lực và sự cấp bách của cái tuyến đường để phát triển kinh tế bốn vùng trọng điểm, bốn địa phương quanh khu vực đường vành đai 3 đi qua thì tiến độ thi công sẽ được đẩy nhanh và đúng như là hợp đồng của bên chủ đầu tư cũng như là bên thi công sẽ chốt được cái thời hạn đúng như là họ mong muốn, và cũng đúng như là điều rất nhiều bà con mong muốn khi những cái tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối
quanh những cái khu vực để nâng tầm, nâng cao cái đời sống cũng như là mức sống kinh tế của mọi người. Đây là đường vành đai 3 qua cái nút giao để kết nối vào đường tỉnh lộ 10 hướng về thành phố Hồ Chí Minh đây các bạn. Đây có cái nút giao chiếm cái diện tích khu vực này cũng khá là lớn các bạn. Hệ thống trụ móng của cái nút giao này thì vẫn chưa làm được nhiều các bạn. So với lại 3 tháng trước thì bây giờ mình thấy hơn thêm được một vài cái trụ móng. Các bạn ơi, ở video trước mình đã thắc mắc là cái hướng đi về phía khu vực miền Tây này thì nó có một cái khu vực cây xanh rất rất rộng ở bên trái, mà mình tính hỏi mấy cái người địa phương ở khu vực đấy, nhưng mà khi tới nơi thì mình đi qua mình cũng không có nhớ. Thì mình muốn hỏi các bạn xem cái kênh của mình thì không biết là cái khu vực mà có rất nhiều những cái cây có vẻ như là lâu năm rồi, đó là khu vực gì mà họ giữ những cái cây nó lớn như vậy các bạn? Qua bên này các bạn cũng có thể thấy là ngay cái đoạn đầu chưa có thi công nha các bạn. Mặt bằng có lẽ là đã có rồi. Theo mình nghĩ là như vậy, tại bởi vì bên khu vực này thì đường vành đai 3 nó đi ngang qua những cái khu vực đồng ruộng, những cái rừng cây. Vấn đề thu hồi mặt bằng thì cũng không khó. Mình phóng xa ra cho các bạn xem cái phần mình không thể quay đến nơi được, thì tí nữa mình sẽ phóng tiếp cái đầu bên kia để kết nối lại những cái hình ảnh cho các bạn dễ hiểu. Ở phía bên phải các bạn là đường Thanh Niên các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ lại zoom tiếp một cái góc này để cho các bạn coi rõ bên phần đường tỉnh lộ 10. Đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài là 76,3 km, kinh phí là 75.400 tỷ đồng, đi qua 4 địa phương: thành phố Hồ Chí Minh là 47,3 km, tỉnh Đồng Nai là 11,3 km, tỉnh Bình Dương là 10,76 km và tỉnh Long An là 6,5 km. Từ góc quay này mình có thể nhìn được cái hướng phóng của vành đai 3 rất là xa rồi các bạn.
Hướng trước mặt các bạn đang xem đó là đi về phía đường Trần Đại Nghĩa bên Bình Chánh, và cũng ở cái vị trí này mình xin được dừng video ở đây. Mời các bạn tiếp tục xem tiếp phần còn lại của hành trình lần thứ hai cập nhật đường vành đai 3. Các bạn xem video có hiểu không các bạn? Và mình hy vọng rằng sau hai lần đi này, tất cả các bạn xem video của mình đều hiểu từng cái vị trí của đường vành đai 3. Nếu mà hiểu thì đừng tiếc gì cho mình xin một like và đồng hành với lại kênh. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.